giữa sân khấu. Chúng tôi xin cảm phiền mời các anh chị chúng ta sẽ tạm di dời xuống khu vực hai bên của sân khấu để nhường lại khu vực đi lại cho các nghệ sĩ ngày hôm nay nhé. Và các bạn khán giả cũng vậy, chúng ta có thể tự do đứng ở hai bên và lưu ý tư trang cá nhân trong buổi ngày hôm nay. Chúng ta hy vọng sẽ không có bất cứ chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Xin cảm ơn. Tất cả các nghệ sĩ như là diễn viên Hồng Thanh, DJ Mia, diễn viên Kali cũng như là top 10 Miss Universe Phạm Hương và các nghệ sĩ mà Minh Hiếu đã hoặc là chưa kịp nhìn thấy các vị để mời lên sân khấu, thì nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ có nhã ý muốn mời các vị cùng lên sân khấu chụp một bức ảnh chung với nhau. Và chúng ta sẽ còn chụp rất nhiều nữa, nhưng ngay bây giờ nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ muốn mời các vị cùng lên sân khấu chụp chung với nhau một bức ảnh trước ạ. Và cũng như ra mắt quý vị khán giả và báo giới ngày hôm nay, xin mời. Và một lần nữa, Minh Hiếu xin được giới thiệu tí là sân khấu top 10 Miss Universe Phạm Thương. Xin được mời thêm các nghệ sĩ ở phía trong ạ. Sau khi quý vị tham gia phỏng vấn cùng MC Nguyên Khang thì chúng tôi mời các vị chúng ta cùng tiến ra khu vực sân khấu chính. Xin cảm ơn. Sĩ Lâm Hùng, Minh Hiếu đã thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ Lâm Hùng. Xin được mời anh bước lên sân khấu cùng với các diễn viên của phim Kẻ Thứ Ba. Xin được mời diễn viên Kim Tuyến. Minh Hiếu cũng đã thấy chị xuất hiện ngay từ đầu. Không biết chị ở đâu ạ? Xin mời chị cùng bước ra sân khấu ạ. Nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ, diễn viên Han Jae-suk và đạo diễn viên chính của phim Kẻ Thứ Ba sẽ được mời chị ạ. Và Minh Hiếu cũng đã kịp cập nhật sự xuất hiện của MC Vũ Mạnh Cường. Không biết anh Vũ Mạnh Cường đang ở đâu ạ? Anh có thể bước lên sân khấu cùng diễn viên Kali, anh MC Nguyên Khang để cùng chụp ảnh ạ. Xin cảm ơn.
Xuân Nghị và chị Kim Tuyến, chúng ta sẽ cùng bước vào bên trong giao lưu tiếp ở khu vực thảm đỏ và dùng buffet và một ít cocktail trò chuyện với nhau ạ. Xin mời. Dạ. Và xin được nhờ các anh chị photographer chúng ta tạm thời để trống đường đi để dành đến cho các nghệ sĩ. Xin cảm ơn. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được giới thiệu nữ diễn viên Nam Thư và một bó hoa tươi thắm dành đến cho ekip phim Kẻ Thứ Ba. Kính thưa tất cả quý vị, xin được hỏi ai đã sẵn sàng xem phim Kẻ Thứ Ba ngày hôm nay hả? Ai sẵn sàng vỗ tay hả? Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. Nghệ sĩ của chúng tôi hạnh phúc chính là nhờ những tràng vỗ tay đây. Và xin được cảm ơn nữ diễn viên Nam Thư với bó hoa tươi thắm của mình. Dạ, xin mời chị Nam Thư cùng vào bên trong ạ. Và bây giờ xin được mời ca sĩ Lương Bích Hữu, chúng ta sẽ ra khu vực thảm đỏ để cùng chụp ảnh ạ. Xin được cảm ơn nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Ngày hôm nay chị Lương xinh tươi rạng rỡ và hy vọng chị sẽ review phim ở trên Facebook nhé. Dạ. Xin được mời à. Kính thưa tất cả các anh chị, xin được mời chị Lương Bích Hữu, chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống khu vực này để vào thẳng tình cảm chị nhé. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị, đây là Đấng Sinh Thành. Là người à, Minh Hiếu xin được hỏi là quý danh của cô là gì ạ? Dạ, cô Hòa. Hòa trong hòa bình hòa nhã nên chị Lý Gia Kỳ cũng có được những tố chất đó. Và ngày hôm nay xin dành một tràng vỗ tay cho gia đình sum họp ạ. Một bó hoa dành tặng đến cho diễn viên Han Ji Suk và đạo diễn Park Hee Chul. Của nghệ sĩ Lý Giả Kỳ và xin được chúc cho gia đình của mình luôn đầm ấm hạnh phúc, đặc biệt là cô chú luôn khỏe mạnh để ủng hộ cho bước đường nghệ thuật và kinh doanh của nghệ sĩ Lý Giả Kỳ. Xin cảm ơn ạ. Cô đi xuống cẩn thận ạ. Cảm ơn bó hoa của cô dành cho buổi ra mắt ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị, bước lên sân khấu đó chính là Minh Hiếu. Xin được giao lưu và xin hỏi là dạ đây xin mời. Cùng Kẻ Thứ Ba. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ được giới thiệu Á hậu Lương Mỹ Kỳ. Và kính thưa tất cả quý vị, trong buổi ra mắt phim ngày hôm nay, hy vọng quý vị sẽ chú ý về tư trang cá nhân của mình để chúng ta có thể xem phim và ra về một cách vui vẻ nhất. Xin cảm ơn. Xin được mời diễn viên Dương. Và kính thưa tất cả quý vị, chỉ ít phút nữa thôi, sau phần giao lưu này chúng tôi sẽ bắt đầu giao lưu tại sân khấu chính để bật mí những thông tin về phim Kẻ Thứ Ba, và sau đó sẽ là buổi công chiếu đầu tiên trong ngày hôm nay quý vị nhé. Xin được cảm ơn chị Dương Cẩm Linh. Và bây giờ sẽ là một nữ thần tượng được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến, Buka.
Như quý vị thấy, các nghệ sĩ của chúng tôi luôn chúc mừng nhau trong từng tác phẩm, và đặc biệt đây là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nên hy vọng là quý vị sẽ đón xem cuốn phim này và mua vé ngay từ ngày mai để ủng hộ cho phim Việt Nam nhé. Xin được cảm ơn diễn viên Puka. Sau khi chúng ta đã giao lưu và chụp ảnh cùng diễn viên Puka, xin được cảm ơn Puka và mời Puka vào bên trong để chúng ta có thể dùng cocktail giao lưu nhé. Và xin được mời tiếp theo nghệ sĩ Steven Nguyễn, xin mời. Nổi tiếng với câu nói của mình, xin được giới thiệu diễn viên. Cảm ơn Duy Khương đã đến nha. Xin được mời nam diễn viên.
Fitness Model 2021 Thanh Nhi. Liên tục xin được giới thiệu diễn viên Huỳnh Lập. Quý vị có yêu mến ekip này và diễn viên Huỳnh Lập xin dâng một tràng vỗ tay được không ạ? Yeah. Cảm ơn rất nhiều. Diễn viên Võ Tấn Phát và diễn viên Kim Đào xin được mời anh chị cùng sánh đôi lên sân khấu. À, chị Đào cảm ơn. Mời nam diễn viên Khoái Vũ sẽ bước lên sân khấu chụp ảnh cùng mình. Và ngay bây giờ xin được kính mời Nguyễn Trần Khánh Vân. Tôi đã đủ quý vị ơi. Xin được cảm ơn sự góp mặt của Hoa hậu Hoàng Vũ Nguyễn Trần Khánh Vân. Và chúng ta có thể tiếp tục vào bên trong giao lưu và dùng một ít cocktail trước khi chúng ta xem phim Kẻ Thứ Ba ngày hôm nay. Xin được mời anh chàng thiết kế Lê Long Dũng sẽ cùng lên sân khấu ạ.
Xin được mời Khánh Vân sẽ nán lại chụp ảnh cùng với anh Dũng ạ. Dạ xin mời anh Dũng chúc mừng. Và xin được cảm ơn hai vị khách mời Hoa hậu Khánh Vân và nhà thiết kế Lê Long Dũng. Và bây giờ xin được gặp gỡ giao lưu diễn viên Hải Triều. Với các nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón tất cả các anh chị. Và khi các anh chị đến, xin vui lòng check-in để chúng ta vào Hàn Quốc với phần góp mặt của rất nhiều những diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam như nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ, Kim Tý, Xuân Nghị và đặc biệt là Han Jae-suk và đạo diễn Park Hee-jun. Xin được mời lên sân khấu diễn viên Song Lung. Dạ, mời anh cùng lên chung vui ạ. Quý vị thấy uy tín của phim Kẻ Thứ Ba cũng như là lời mời của ekip làm phim đã hội tụ rất nhiều những nghệ sĩ nổi bật trong ngày hôm nay. Và mong là quý vị sẽ check-in kịp cùng với lại một nghệ sĩ nào đó và chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình về buổi công chiếu phim Kẻ Thứ Ba ngày hôm nay nhé. Minh Hiếu xin cảm ơn. Ngày hôm nay bên cạnh những ca sĩ, diễn viên thì chúng tôi còn chào đón sự góp mặt của các đạo diễn nổi danh tại Việt Nam và xin được giới thiệu đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy. Sẽ được mời hai anh chị cùng lên sân khấu ạ. Xin được cảm ơn của các tường đã đến cùng vui và trọng tâm xin phim nhé. Và đây là một bảo chứng của phim. Hy vọng rằng là các nghệ sĩ sau khi xem phim sẽ có những đoạn phỏng vấn, sẽ có những chia sẻ trên các phương tiện truyền thông để Kẻ Thứ Ba trở thành một cuốn phim uy tín, hay và đặc biệt ấn tượng trong lòng quý vị khán giả tại Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin được cùng với lại đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy chụp thêm.